nam tay trái, nữ tay phải. Trên bàn tay xuất hiện dấu X nối hai đường vận mệnh và đường sinh đạo, là dấu hiệu sẽ có sự cho vay mượn tiền bạc từ người rất thân quen nhưng không đòi lại được. Các bạn hãy thử cùng kiểm chứng nhé.